này, xin chào các chị, em đã quay trở lại livestream. Tiếp theo những cái thành công mà em đã giới thiệu với các chị khi mà các chị sử dụng bộ vàng lá 24K, bộ V-Line Magic Therapy, bộ OCZ hay là bộ V-Kim, rồi rất là nhiều những cái sản phẩm liên quan đến tế bào gốc để trị liệu chuyên sâu trong ngành spa và thẩm mỹ. Thì có rất là nhiều chị thắc mắc và hỏi em rằng là sau những cái bộ sản phẩm trị liệu chuyên sâu thì chị sẽ phải sử dụng những cái sản phẩm gì để giúp cho da của chị luôn luôn được trẻ, được căng bóng và được trắng sáng như hiện tại. Thì ngay bây giờ đây em Huế sẽ giới thiệu cho các chị những cái sản phẩm mà các chị có thể sử dụng lâu dài ở tại nhà mà giúp kéo dài cái thời gian điều trị hiệu quả đối với cái những liệu trình mà các chị kết hợp ở tại spa hoặc là những cái liệu trình mà các chị đang sử dụng ở tại nhà nha các chị nha. Đầu tiên em muốn giới thiệu cho các chị đó là bốn cái lọ tinh chất. Tinh chất này là nồng độ rất là cao và bốn cái sản phẩm này thì sẽ phù hợp cho bốn cái kiểu da khác nhau. Đầu tiên em muốn giới thiệu cho các chị đó là tinh chất căng bóng. Với cái tinh chất căng bóng này thì có thể dùng cho tất cả các loại da. Ví dụ như là những cái chị nào mà muốn da căng bóng, muốn da trắng sáng, muốn chống lão hóa toàn bộ trên bề mặt da, các chị có thể sử dụng cho em Huế tinh chất này với cái nồng độ cao là 99%, 99% galactomycin. Thì đặc biệt là các nhà khoa học đã phát hiện ra cái chất này là một trong những cái chất có thể nói là chống lão hóa và tái tạo da mạnh nhất hiện nay. Bởi vì là họ nhận thấy là đầu tiên khi mà cái chất này được phát hiện là nhờ cái cách lên men rượu tại Nhật Bản. Thì những cái da tay của những cái người thợ làm cái lên men rượu này, họ rất là trắng, rất là đẹp, rất là căng bóng, mặc dù là độ tuổi và làn da mặt của họ không được đẹp. Nên là các nhà khoa học đã phát hiện ra cái chất này có khả năng chống oxy hóa, chống lão hóa và làm căng bóng trẻ hóa da rất là mạnh. Bởi vì nó có khả năng đẩy những cái tế bào chết, thúc đẩy những cái tế bào chết ở dưới cái vùng da của các chị lên một cách nhanh nhất và có khả năng tái tạo cái lớp da mới lên rất là hiệu quả. Thì với những chị nào mà cần tái tạo da, đối với những chị nào cần trắng sáng và căng bóng da, các chị hãy chọn cho em Huế tinh chất galactomycin, gọi là tinh chất căng bóng này với nồng độ rất là cao nhé các chị nhé. Sau galactomycin thì em muốn giới thiệu cho các chị đó là tinh chất HA đậm đặc nồng độ cao. Cái tinh chất HA này thì thành phần chủ yếu của nó là hyaluronic acid. Và trong cái thành phần này thì nó sẽ giúp toàn bộ ngậm nước và phân tử này thì nó sẽ nặng hơn so với những cái phân tử HA bình thường cỡ tầm khoảng 1.000 lần và giúp cho da của các chị luôn luôn trong tình trạng căng bóng, trắng sáng và luôn luôn được ngậm nước, làm chậm lại cái quá trình lão hóa và giúp cho cái việc vận chuyển oxy tươi đi nuôi các tế bào da được hiệu quả hơn. Và giúp cho thẩm thấu toàn bộ những cái dưỡng chất hoặc là những cái kem mà các chị sử dụng đạt một cách hiệu quả nhanh nhất. Đó. Tiếp theo nữa là em muốn giới thiệu với các chị đó là tinh chất Glatumax C. Cái tinh chất C này thì nó chủ yếu thành phần là vitamin C với nồng độ rất là cao và đậm đặc. Thì tinh chất C này sẽ giúp trẻ hóa làn da của các chị với thành phần chống oxy hóa cực kỳ mạnh. Ngoài ra thì cái sản phẩm này nó sẽ giúp làm cho da của các chị được trắng sáng, căng bóng và đặc biệt là có thể xử lý được những cái nám, tàn nhang, đồi mồi và những cái sắc tố ở trên bề mặt da của các chị một cách rất là hiệu quả. Chúng ta có thể sử dụng cái tinh chất này vào buổi tối để giúp cho trẻ hóa cũng như làm trắng lại toàn bộ những cái làn da mà đã bị nám sạm rất là lâu nhé các chị nhé. Tiếp theo nữa em muốn giới thiệu cho các chị đó là cái sản phẩm mà gọi là tinh chất đặc trị mụn. Đối với những cái chị nào mà trên cái nền da của chúng ta vẫn còn bị tình trạng bội nhiễm do mụn để lại, các chị hãy sử dụng cho em tinh chất đặc trị mụn này để giúp triệt tiêu toàn bộ nhân mụn và ngăn ngừa nhân mụn hình thành. Đặc biệt là cái sản phẩm này thì nó sẽ giúp làm cho toàn bộ cái quá trình mụn của chúng ta nó sẽ không biến thành sẹo rỗ và nó sẽ giúp làm trẻ hóa lại cái vùng da bị mụn, làm cho cái vùng da bị mụn nó không bị hiện tượng thâm sau sau khi mụn để lại nha các chị nhé. Đặc biệt là đối với các sản phẩm này thì các chị có thể mix từng sản phẩm và mix 2-3 sản phẩm để chúng ta có thể kết hợp sử dụng chung với nhau. Ví dụ như ban ngày chúng ta có thể sử dụng cái tinh chất HA với cái tinh chất căng bóng này để giúp cho làn da của chúng ta được ngậm nước và căng bóng cả ngày. Còn buổi tối chúng ta có thể mix cái HA với cái tinh chất C để giúp tán toàn bộ những cái sắc tố và làm cho da của chúng ta ngăn ngừa toàn bộ tình trạng nám sạm và làm trẻ hóa lại toàn bộ vùng da của các chị. Đó, còn đối với chị nào bị mụn thì chúng ta cũng có thể kết hợp cái HA này với cái tinh chất trị mụn để giúp triệt tiêu toàn bộ nhân mụn và giúp cho da của chúng ta nó không bị để lại những cái sẹo hoặc là những cái đốm nâu và những cái phần thâm sau khi mụn để lại nha các chị nhé. Đó. Một cái sản phẩm này thì ở đây có hai size,
Một là size của spa, là thường thường là các chị sẽ lấy cái size spa là size to là 100ml, còn thường thường size cá nhân thì sẽ có size 30ml. Giá của sản phẩm thì hãy inbox cho bên em Huế để bên em Huế có thể giúp cho các chị chọn được những cái sản phẩm phù hợp với làn da của các chị và giúp cho các chị có thể giữ mãi được nét thanh xuân trên làn da của mình nhé. Em Huế tạm biệt các chị và hẹn gặp lại các chị ở những cái livestream tiếp theo.